Minh Đăng Toy xin chào các bạn nhé. Hôm nay Minh Đăng Toy sẽ đi theo những chú xe cuốc, xe cẩu nè các bạn, để xem những việc làm của chú xe cuốc, xe cẩu như thế nào nhé các bạn. Múc đất lên xe ben thì đổ những nơi bị trũng, bị thấp để san lấp mặt bằng cho nó phù hợp với con đường đó các bạn. Ồ, các bạn thấy không? Này là dưới chỗ nào dư thì múc lên, rồi trên đây chỗ nào thiếu thì đắp vào. Bạn thấy chưa? Ở nhìn nhuyễn chưa? Các bạn thấy không, mấy chú thi công đang múc và san lấp mặt bằng lại cho nó bằng phẳng các bạn. Vừa múc vừa chỉnh sửa các bạn, chứ không phải múc không đâu nha. Ồ, các bạn thấy chưa? Mình đang quay mà gặp hai trái này, không biết hai trái gì, nó không biết ăn được không nữa các bạn. Các bạn nào biết hai trái này trái gì không các bạn? Treo lủng lẳng tùng ten trên cây luôn nè. Ngộ quá, không biết trái gì không biết. Em biết ăn được không? Hồi mình hái ăn thử coi. Trái nhiều lắm mấy bạn ơi. Ồ, nguyên cục đá bự luôn. Đá bự chà bá luôn các bạn ơi. Wow. Gốc cây, cái này gốc cây bự lắm. Nguyên gốc cây luôn. Ờ, gốc cây muốn bỏ ghen chứ không muốn chùm với đống đất các bạn. Minh Đăng được nghỉ, Minh Đăng đi ra ngoài công trình làm việc cho các bạn xem nhé. Đó, sắp đầy rồi, thấy không các bạn, thấy không? À, múc lên nguyên cái cự luôn, múc cái bự bự lắm các bạn ơi. À, sắp đầy rồi, xe chạy tới luôn các bạn, xe chuẩn bị đầy rồi các bạn ơi, đầy rồi, đi thôi. Ồ, hơi bị lúng nha. Đúng quá đi thôi. Lúng lắm mấy bạn ơi. Đây rồi chạy đi thôi. À, xong rồi các bạn ơi, chạy ra thôi. Đường hơi bị lúng các bạn. Nguyên một xe đất đầy nhóc luôn. Qua đây. Bên lên các bạn ơi, xe múc ở màu cam, đổ chỗ màu vàng.
một đoạn đường gần thôi các bạn, không xa lắm. Xe đổ đất xong rồi tới xe vàng này dẹp vô nè các bạn, dọn dẹp nè. Đó, bạn thấy không? Dọn dẹp cho sạch sẽ, gom gọn vô thành đống đất thật là cao, thật là bự luôn các bạn. Các bạn thấy gì không? Ồ, tém gào nào gào đấy, bụi chậm bó luôn. Đổ nguyên một xe mà vào có ba vào là hết một xe rồi các bạn. Công nhận, nhanh thiệt là nhanh. Làm hết rồi, giờ chỉ chờ xe Ben tới đổ đất nữa thôi. Mà sao lâu quá chưa thấy xe Ben tới nữa không biết ta. Xe Ben ơi, lâu quá xe Ben ơi. Trong lúc chờ xe Ben tới thì xe cẩu vàng này có nhiệm vụ là dọn dẹp sạch sẽ các bạn ơi, mang bùn đất ra cho nó sạch sẽ điều độ. Đó, xe Ben bắt đầu mình thấy tới các bạn ơi. Đó, xe Ben tới đây. Đó, đó, đó. Cái Ben này không cần đóng bẩn luôn các bạn, chạy đường gần không cần đóng bẩn luôn. Ben thôi, Ben thôi, Ben thôi. Rồi xe cuốc vàng hỗ trợ xe Ben cuốc đất ra bớt, nặng quá Ben không hết. À, thấy không? Đó, cực kỳ nặng. Cuốc ra bớt thôi không nổi, không thể nào chịu nổi các bạn ơi. Xong hạ càng xuống, về đi để nhận đất nữa thôi, tranh thủ, cố lên cố lên. Tranh thủ nào, tranh thủ nào. Cái này đang làm bờ bao á các bạn, để xây hai bên học để dẫn nước sạch vào tưới tiêu cho ngành nông nghiệp nè các bạn. Bạn thấy không, đó, xe cẩu xanh dài thòn lòn đó, đang vét hai bên bờ để xây cho nó không bị sạt lở các bạn. Không thấy chưa? À. Đang vét lên, cẩu xanh vét lên các bạn. À.
cái này múc lên bờ nha các bạn. Cổ xanh tỉ mỉ viết những cái hòn đất lồi lõm để thuận tiện cho những chú thi công á, xây dựng á, xây lát gạch đá cho thuận lợi với các bạn. Ai xe cuốc hồi nãy giờ mình dọn dẹp xong các bạn, giờ mình nhấn cừ xuống. Nãy giờ mình làm lén mịn cái con đường, giờ mình nhấn cừ xuống các bạn. Nhấn cừ để làm gì các bạn biết không? Mình đổ bê tông á. Rồi mình sẽ đổ bê tông xuống nha các bạn. Các bạn xem cùng mình nhé.